soi loạt gái sinh đình đám ham quẩy, ai bén nhất khi đo ảnh đi giày đi làm. Từ trước đến nay, con gái vẫn được biết đến với danh hiệu thánh, lột xác. Thì bởi ở mỗi trạng thái, mỗi địa điểm như ở nhà, ra đường, ảnh sống ảo tim qua đường chụp, họ lại có một phong cách khác nhau, thậm chí còn đối lập và khiến người ta khó nhận ra. Lần này, màn so sánh của phe con gái lại đến từ hai hoạt động đi làm và đi quẩy. Ở cái thời đại mà đu đưa không phải là hư, đu đưa là để lắc lư hết buồn, thì chuyện các gái sinh ghi dấu ấn lúc đi quẩy là chuyện bình thường còn khi đi làm, sự nghiêm túc cùng với trang phục đơn giản hơn, make up nhạt hơn cũng khiến các cô nàng khác đi rất nhiều. nhưng nói gì thì nói, đã đẹp sẵn rồi thì hội gái xinh có đứng im một chỗ cũng đẹp nhé. nhưng dù có ở phong cách nào, về ngoài xinh đẹp và sexy hết nấc của cô nàng chắc chắn cũng đã hạ gục nhiều anh chàng rồi. lich kiet thảo nhi lê cũng không kém phần long trọng trong khoản biến hình từ khi đi làm đến lúc phố lên đèn là em lên đồ và thần thái sang chảnh, cuốn hút vẫn là thứ bất biến ở cô nàng soi loạt gái sinh đình đám ham quẩy, ai bé nhất khi đạo ảnh đi dậy đi làm. Ảnh 7 soi loạt gái sinh đình đám ham quẩy, ai bén nhất khi đạo ảnh đi giày đi làm. Ảnh 9, ngược lại, lúc phải làm việc, cô nàng ăn mặc khá đơn giản. Chính Kiều Ly cũng từng chia sẻ rằng bình thường những lúc đi làm, cô nàng sẽ chủ yếu mặc áo thun. Trang Anna từng chia sẻ rằng có những lần đi ba hết 140 triệu, nên chắc chắn sẽ không thể thiếu cô nàng trong danh sách này. Nhưng ốc hát, lai hát, Trang Anna cực kỳ chăm chỉ khi làm việc nhé. Trong hội Wangs và cự Wangs, Nhật Lê là một trong những cái tên thường xuyên lên phố đu đưa. Mà đã nhún nhảy một chút stress thì phải lòng lộn chứ. Trong khi đó, ở trường Nhật Lê lại cực kỳ bình thường như bao cô sinh viên khác. Mẹ bỉm sữa ngọc mon thì khỏi phải nói về khoản dày đầm. Cô nàng thường xuyên lên đồ gợi cảm và đi đu đưa cực sung, còn lúc đi làm, Ngọc Mon lại diện những outfit trẻ trung, năng động. Vóc dáng nuột nà của mẹ hai con khiến ở mặt trận nào Ngọc Mon cũng thu hút. Chị đẹp huyền baby thì khỏi phải bàn rồi ai mà đọ lại được nhan sắc và thần thái này chứ nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất